thức dậy tới báo thức vang bên tai. Một chuông báo hiệu kết thúc một giấc mộng dài. Xách theo ba lô căn quần đỏ trên vai. Tương lai đất nước là phụ thuộc vào mình cả. Cắp sách tới trường cùng bạn bè ngồi vào lớp. Ngồi học ngay ngắn mắt tập trung không lo ra. Dạy được học vấn dù gian nan vẫn đứng top. Chấp nhận mọi thử thách thì cô cho về nhà. Toán học ghi khắc bạn cũng chưa nhớ trong đầu. Ngữ văn cây dao có bí ơi nhớ thương bầu. H2SO4 axit đậm nặng nóng. Làm sao ăn mong được ký ức tuổi thơ đầu. Luôn nói trong đầu những suy nghĩ gây đột biến. Năm điều bác dạy sống không sai một điều nào. Ý chí học hành vẫn chăm chỉ luôn cầu tiến. Học sao cho đáng mai sau ít lời nước nhà. Oh yeah. Học sao cho đáng mai sau ít lời nước nhà. Đây là thông báo đến từ thầy hiệu trưởng. Đã hết giờ ra chơi. Đề nghị các em học sinh nghiêm túc tập trung xếp hàng lên lớp, ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị vào tiết học mới. Đó là đời học sinh. Cái thời đi học chỉ biết tới ăn và ngủ. Không cần phải lo nghĩ, một ngày phải cày phải kiếm bao nhiêu là đủ. Lên đại học mới cảm, mới thấu cái môi trường không cần bàn đội phủ. Nên cứ ráng mà học, để sau này dễ phân biệt giữa nô và chủ. Mà thôi mà thôi, mấy chuyện này cứ phải để tính sau. Phải tận hưởng thanh xuân tuổi trẻ, không được để nó trôi mau. Nào là trốn tìm, đuổi bắt, đá banh, sân trường, cướp học, chơi net, đạp xe, ngoài đường. Mọi thứ một chút cái gì cũng phải trải qua để tạo ra những kỷ niệm lúc mai sau còn nhớ về. Yeah. Và đây là Timmy, The Nerd. Shout out to Việt Hip Hop. Ban giám khảo, quý thầy cô, quý học sinh, quý nhà trường, cùng toàn thể phụ huynh có các con em bị lên phòng giám thị. Let's go. Đây là lớp 13, là thứ mà tao ghét nhất cuộc đời. Bài này có khác mà. Chết mẹ.